quá. Những quả vải đang trắng quả và đang chuẩn bị lên mã nhé. Thời điểm này đang là 30 tháng 5 2021 đấy. Thì ăn vải thời điểm này em lại thấy rất là ngon. Và mời các bác ăn vải nhé. Vải sạch, vải cực kỳ sạch của nhà em luôn nhé. Đây, quả nó đang lên như tầm này này các bác này. Đang lên mã tầm này này. Mời các bác này. Cực ngon luôn, cực thơm nhé. Hạt nó nhỏ tí luôn các bác ạ. Tóm lại là khi mà nó mình được bán ấy, thì nhất khoảng tầm 10 ngày đến nửa tháng nữa thì quả nó còn to hơn nữa. Đến thời điểm này quả nó mới bắt đầu gọi là có trắng trắng quả ở đây, như thế này gọi là đỏ mép này các bác này, đỏ mép này. Đấy, như anh em chúng em gọi là đỏ mép và vàng quả nhé. Để chuẩn bị lên mã. Đây, và em rất thích ăn cái thời điểm này. Các bác chắc hẳn là cũng như vậy thôi. Thời điểm này quả rất là thơm và rất là ngọt luôn nhé. Thơm lắm và đã độ đường đã vào hết rồi. Đây, mời các bác này. Trong luôn này. Cực ngon luôn rồi. Ngon lắm. Ăn vải tại vườn luôn. Khi quả nó chín thì mã nó sẽ đỏ, đỏ au luôn nhé. Nhưng mà đến thời điểm này thì nó chưa chín các bác ạ. Nó chưa chín. Nó mới bắt đầu lên mã thôi. Đấy. Nó chín nó sẽ đỏ như thế kia các bác ạ. Đỏ như cái bên kia kìa. Như bên kia là vải Thanh Hà nhé. Đấy, những cái đồi phía bên kia kìa. Bây giờ quả nó ăn ngon lắm. Mời các bác về ăn vải nhé. Ăn vải tại trên cây luôn. Để sạch sẽ ok lắm. Mời các bác về ăn miễn phí. Để các bác mà xem được video này mà có điều kiện hết dịch nhé. Để hết dịch. Hết dịch Covid. Các bác về đây em sẽ đón tiếp các bác và mời các bác trải nghiệm ăn vải tại vườn luôn nhé. Đây, những cái quả này đến thời điểm này thì nó cũng rất là ok rồi nhé các bác nhé. Ngon lắm. Nói chung là ăn vải đến thời điểm này rất là thơm này và rất là ngon này. Và đặc biệt là nó có mùi vị rất là đặc trưng. Thực sự là nếu mà khi mà em thấy quả nó mà để chín hơn ấy, thì cảm giác là mùi hương của vải sẽ không dậy bằng bây giờ. Đến thời điểm này nha thì mùi hương nó rất là thơm và nó dậy hơn rất nhiều nhé. Cực ngon luôn. Trắng phau. Các bác thấy thế nào? Em đố các bác nào bác kìm được đấy. Đố bác nào kìm được cái gọi là cái gì nhỉ, cái sự thèm thuồng phải không các bác? Cứ thích ăn quả nào thì vặt thôi các bác nhé. Bác về đây hết dịch hoặc là cả hết vụ này đi, cứ giả sử vụ này không về được cũng vậy thì vụ sau nhé. Đấy, ví dụ thế. Em ăn hái mấy quả để em xong em mời các bác sang phía đường bên này để mời các bác thử cái quả vải Thanh Hà nhé. Đây. Cực ngọt luôn các bác ạ. Nó thơm mà nếu mà cái đặc biệt là lúc mà buổi sáng hoặc là buổi tối ra vườn hít hà thơm cực kỳ luôn nhé. Thơm mà cảm thấy mình khó tả thật sự. Đây, những quả này là quả Thanh Hà này các bác này. Đây, Thanh Hà bây giờ hôm nay rất nhiều người bán rồi. Đẹp đến 30-32 rồi. Còn xấu xấu bình bình thì cũng là 25-30 nhé. Đây gọi là Thanh Hà. Chú em gọi là Thanh Hà nhé. Còn thì ở khu Thanh Hà thì gọi là Lai Tàu. Có thể ghép từ vải muộn sang. Quả nó như khác nhau các bác. Ây ạ. Đỏ ao luôn. Cái vải này thì nó chín sớm hơn này. Đặc biệt là nó phải đỏ hơn nữa thì mới bán được nhá. Tầm này thì vẫn bó lên thì người ta vẫn chê xanh các bạn.
Nhưng mà ăn vải thì rõ ràng là nếu ăn vải thì chúng em sẽ thích vải này hơn này. Kể cả thời điểm này, quả này nó xanh như này nhưng mà ăn vẫn còn ngọt hơn quả này nhé. Quả này cái độ đường nó dạng nó ít. Độ đường nó ít các bạn, độ đường nó không nhiều đâu. Đây, quả này nó xanh như này thôi nhưng đường nó đã vào rất là nhiều rồi. Trắng phau luôn này. Có vị thích không các bác? Nếu quả vải mà mình ăn để nó cuối vụ ấy, thì cảm giác là ăn nó còn sự sượng cơ. Nhưng ăn thời điểm này thì cái độ đường, độ ngọt, độ thanh và nó có đầy đủ các vị ở trong đấy cũng nhỉ. Rất là thích. Còn nếu mà để vải nó chín quá thì ăn lại không còn thơm và cũng không còn ngon nữa. Bây giờ em mời các bác thử một quả này nhé. Đây quả này quả Thanh Hà này. Đẹp không các bác? Đây các bác. Vỏ nó rất là dày. Đây, vỏ nó rất là dày. Độ đường của nó thì không nhiều bằng. Đấy, tuy nhiên là nó có độ ngậy ngậy các bác. Đường thì ít nhưng mà ngậy thì nhiều. Hàng này vải này Trung Quốc rất là ưa chuộng nha các bác nhé. Nhất vỏ dày, mã đỏ, vận chuyển được xa. Và có lẽ là hợp khẩu vị của người Trung Quốc nữa. Người ta rất thích cái vải này. Chủ yếu cái những cái vải này là anh em chúng em bán đi xuất khẩu sang Tàu là nhiều nhé. Cái quả này thì sấy là cũng không được các bác ạ. Sấy thì lại kém. Vì là quả nó to, đường nó ít nên là sấy lại không đạt. Đấy nên là mà mã lại sấy lại không được đẹp. Sấy thì chủ yếu bằng sấy bằng vải thiều chính vụ nhé. Cực ngon, cực thích luôn. Thế thì mời các bác nếu hết dịch thì bây giờ có lẽ là hơi khó vì thời điểm này thì có lẽ là cũng còn khá lâu lâu nữa. Nhưng mà giả sử hết vụ vụ này mà đến được nhỉ, cuối vụ mà vẫn còn đến được thì các bác sẽ lên đến Kỳ Điền nhé, đến Lục Ngạn nhé, đến Bắc Giang nhé, em sẽ đón các bác luôn. Nếu các bác có chỉ cần đến và đến Nhã Ý và alo cho em nhé, đón đưa các bác đi miễn phí ăn vải, khám phá vườn đồi nhé. Còn nếu mà vụ này không có thì mình chờ đến vụ sau nhỉ. Ok, nhỉ, không sao cả. Miễn là anh em chúng ta giao lưu được đến với nhau. Đón được và được rất là mong muốn đón được tất cả các bác từ mọi miền đất nước nhỉ. Hoặc cả cả nước ngoài. Các bác mà có về được quê, về được Việt Nam. Thì em rất là chân tình mời các anh chị các bạn. Đấy. Về thăm quê, thăm vải, quê vải một lần nhỉ. Được ngắm mọi mênh mông đồi vải luôn nha các bác nhé. Mênh mông đồi vải nhìn đỏ rực, đến chuẩn bị đỏ rực đồi rồi các bác nhé. Những cái đồi phía trước này được mùa vải rực rỡ luôn này. Bây giờ nhìn vườn nào cũng trắng hết quả, đỏ hết quả. Đấy, đây tầm này này nhìn nó đỏ rực luôn này. Thích lắm. Đấy thì hôm nay test thử và mời các bác như vậy nhé. Đấy, và mời các bác ăn vải nhé. Đấy, cực ngon luôn. Quả nó cực đẹp các bác ạ, đẹp lắm. Đây là nó còn chưa lên mã nhé, lên mã nó phải đỏ au, đỏ tía đi, nhìn thích. Đấy thôi thì em xin kết thúc video tại đây. Bây giờ thì em sẽ lại đi thăm vườn tiếp nhé. Thăm vườn tiếp. Để xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc bác sức khỏe tràn đầy niềm vui, luôn theo dõi ủng hộ cũng như là ủng hộ các hoa quả Lục Ngạn. Xin chào và hẹn gặp lại.